Xin chào tất cả các anh chị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị về một cái sản phẩm bên trong cái bộ tác phẩm Vườn Tâm Hồn. Đó chính là cái bức tranh Vườn Tâm Hồn. Với cái bức tranh Vườn Tâm Hồn này là chứa đựng 50 cái tính tích cực bên trong mỗi con người chúng ta. Khi anh chị nhìn vào bức tranh thì anh chị thấy được là 50 cái tính này mà bất kỳ người nào trong chúng ta cũng có. Với cái bức tranh này các anh chị có thể nhìn thấy được là có những cái hình giống như là chăm chỉ, biết ơn, lễ độ, khiêm tốn, chân thành. Chúng tôi đã sắp xếp và bố cục bức tranh này chia ra làm những cái hạt giống của những người làm lãnh đạo, của những người thành công, của một cái con người được sinh ra bất kỳ người nào cũng cần phải có, và có những hạt giống để khi chúng ta trưởng thành, chúng ta đi làm việc. Các anh chị treo bức tranh này ở nhà của chúng ta, có thể dạy con và có thể dành cho tất cả người thân trong gia đình chúng ta được quan sát những cái điều tốt đẹp mà nó hiện hữu bên trong của mình, được hiển lộ ra bên cái tác phẩm Vườn Tâm Hồn trên cái cây xanh mọc trên cái vùng đất khô cằn. Điều đặc biệt đó chính là bức tranh chúng tôi đã phối màu, chúng tôi đã thiết kế nó mang cái thông điệp ý nghĩa. Một cây xanh được mọc trên vùng đất khô cằn, có những hạt giống đầy màu sắc được cuốn thành những hình trái tim và có bóng dáng hình trái tim. Phía sau là bầu trời màu xanh, ở dưới có những cây con mọc lên. Có 5 cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho bất kỳ một người trẻ, bất kỳ một cái người doanh nhân, bất kỳ một người làm cha mẹ và những người làm ông bà của chúng ta có thể truyền tải thông điệp này đến con cháu và những người thân trong gia đình của mình. Với cái ứng dụng của cái bức tranh này, các chị có thể giúp cho con chúng ta nhận ra được rất nhiều điều tốt đẹp mà con có trong cái cuộc đời của con, cũng như là những người thân chúng ta nhìn nhận lại những giá trị tốt đẹp của mình đã từng làm trong cuộc sống. Và anh chị có thể treo bức tranh này ở phòng khách, anh chị treo trong phòng học tập, anh chị treo ở những cái nơi mà con chúng ta và những người thân chúng ta dễ nhìn thấy. Nó có thể trang trí cho căn phòng của anh chị trở nên đẹp hơn, hài hòa hơn trong căn phòng, với những ý nghĩa sâu sắc và nhân văn. Các anh chị cứ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó con anh chị chỉ đến bức tranh này và hỏi: hiếu thảo là vì hả bố, rồi biết ơn là gì hả bố, tại sao chúng ta cần phải biết ơn, tại sao chúng ta cần phải chủ động và tiết kiệm. Khi tất cả mọi người thường xuyên quan tâm những điều này thì cái bắt đầu suy nghĩ sẽ tập trung vào, hành động sẽ được diễn ra và thói quen được tạo nên và tính cách được bắt đầu từ đó. Tất cả những điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ thay đổi cái cuộc đời chúng ta rất là nhiều. Đó chính là cái giá trị mang lại của cái tác phẩm Vườn Tâm Hồn cũng như là cái bức tranh Vườn Tâm Hồn mà tôi giới thiệu các chị ở đây. Song song với cái bức tranh Vườn Tâm Hồn, chúng tôi đã tạo ra một cái ứng dụng trên điện thoại. Các anh chị có thể tải cái ứng dụng Vườn Tâm Hồn trên smartphone, trên điện thoại cái dòng iOS cũng như dòng Android. Sau đó anh chị hãy tải về, các anh chị sử dụng cái gói dịch vụ của Vườn Tâm Hồn để anh chị có thể nghe được những cái audio giải thích. Ví dụ như trên đây nó có 50 cái hạt giống, thì trên cái ứng dụng này nó cũng sẽ có 50 cái hạt giống. Và đồng thời nó có cái phần giải thích ý nghĩa của cái bức tranh Vườn Tâm Hồn này. Bất kỳ một cái thông điệp, những cái hạt giống ở trên đây đều được ứng dụng với những cái nền công nghệ ở đây. Thì mỗi ngày khi anh chị có thể chỉ cho con của mình hạt giống và sau đó mở cái audio này lên để cùng với con chúng ta nghe, các anh chị có thể trải nghiệm. Bức tranh Vườn Tâm Hồn là món quà mà ta muốn gửi đến con như một người bạn, một hành trang để con vững bước trên đường đời. Trong cuộc sống tương lai, sẽ có lúc con hạnh phúc, vui sướng vì thành công, nhưng cũng có lúc con vấp ngã, yếu lòng. Dù là thế nào đi nữa, ta mong rằng mỗi khi nhìn vào bức tranh này thì con sẽ luôn được tiếp thêm động lực. Bức tranh là nơi để con tìm về và ngắm nhìn những phẩm chất tốt đẹp đã, đang và sẽ tồn tại trong con, trong ta và trong những người mà con từng gặp trong cuộc đời này. Vâng, cảm ơn các chị đã lắng nghe cái phần audio của cái bức tranh Vườn Tâm Hồn. Với cái ứng dụng này, các anh chị có thể sử dụng cho tất cả mọi người trong gia đình chúng ta, kể cả khi có khách đến nhà. Nếu như mọi người thắc mắc là cái bức tranh này ý nghĩa là gì thì các anh chị có thể mở cái audio lên để giải thích cho những cái vị khách chúng ta nghe. Đặc biệt với cái bức tranh Vườn Tâm Hồn, các anh chị có thể là những cái câu chuyện khi tất cả những người thân chúng ta ngồi bên nhau, thì hãy chọn những hạt giống mà mọi người cảm thấy yêu thích và hãy nói về những hạt giống đó, cái cách để áp dụng hạt giống đó như thế nào. Như vậy với bức tranh này, nó sẽ mở ra rất nhiều cái câu chuyện mà những người thân trong gia đình chúng ta có thể chia sẻ về những trải nghiệm của mình về những hạt giống đó, hoặc là nhìn thấy những người khác có những hạt giống đó và đã từng làm như thế nào trong cuộc sống. Như vậy các chị có thể tạo được những cái câu chuyện, những cái chủ đề rất là thú vị trong gia đình chúng ta, để hướng con chúng ta tập trung vào việc phát triển những cái phẩm chất, những cái thói quen tích cực của con ngay từ khi còn nhỏ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.